Hallelujah. Tạ ơn Chúa vì phước hạnh Chúa đã ban cho hội thánh chúng ta. Một thánh nhật chúng ta được cùng nhau nhóm trong nhà Chúa để tôn vinh thờ phượng Ngài. Tôi cũng xin dâng lên Chúa lời tạ ơn Ngài cho tôi có cơ hội được học lời Chúa với hội thánh sáng hôm nay. Trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ, tôi xin kính gửi lời chào thăm đến ông bà mục sư tổng ân nhiệm, các quý đại tử Chúa, quý con cái Chúa, các bạn trong lớp thần hiến cũng như quý thân hữu. Tôi cũng xin kính gửi lời chào thăm đến tất cả quý cha con Chúa đang theo dõi qua mạng trực tuyến. Kính thưa Thánh, trước đây có một chàng thanh niên, khi anh đang đi dạo trên bờ biển rất là đẹp, nước biển thì trong xanh, và ánh mặt trời vừa ló dạng. Đứng ở một cảnh tượng ở một bãi biển đẹp để ngắm nhìn bình minh là một trong những điều tuyệt diệu. Những khoảnh khắc khó quên, cảnh rất là đẹp. Gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương của biển và hoa sứ. Đang khi chìm đắm trong khung cảnh thơ mộng như vậy, thì bất thình lình anh giật bắn người lên, người bạn của mình giật tóc mai của anh. Thì ra là anh đang ngủ, anh nằm mơ. Ở trên thì mục sư đang giảng dạy lời của Chúa, ở dưới thành ngủ gục. Nghe khá quen đúng không ạ? Một trong những lý do khiến cho anh buồn ngủ, không muốn nghe lời của Chúa, đó là vì anh cho rằng Kinh Thánh đã hơn 2.000 năm, quá xưa cũ rồi. Trong khi thời đại ngày hôm nay, mọi thứ thay đổi rất là nhanh chóng, dường như là thay đổi mỗi ngày. Có lẽ là Kinh Thánh không còn phù hợp cho thời đại ngày hôm nay, đặc biệt là với thế hệ thanh niên như anh. Và những câu chuyện trong Kinh Thánh, những nhân vật trong Kinh Thánh, anh cảm thấy chẳng liên quan gì đến mình cả. Và ngày hôm đó, mục sư giảng dạy lời của Chúa, anh không hiểu gì hết. Và anh ngủ. Người thanh niên này, có lẽ chúng ta cũng thấy quen quen. Nếu mà tôi nói tên ra thì một số người trong chúng ta sẽ biết anh ấy. Anh ấy tên là Nguyễn Thế Bảo. Lúc đó tôi 16 tuổi. Thời điểm đó người bạn thân mời tôi đến hội thánh là tôi 16 tuổi. Tạ ơn Chúa, bởi ân điển và ơn thương xót của Ngài, Ngài vẫn luôn muốn kéo tôi về cùng với Ngài. Và Chúa có chương trình cứu rỗi dành cho tôi. Sau đó 9 năm, người bạn thân này vẫn kiên nhẫn mời tôi đi hội thánh. Sau khi tôi đi hội thánh vài lần, thì một lần nọ, Đức Thánh Linh cảm động lòng của tôi. Và tôi đã ăn năn, xưng nhận tội lỗi của mình, tiếp nhận Đức Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa đời sống tôi. Sau đó Ngài biến đổi tấm lòng của tôi, mở mắt tâm linh của tôi để tôi thấy được sự kỳ diệu trong luật pháp của Chúa. Và mỗi ngày bước đi theo Chúa, được học lời của Ngài, được Chúa soi sáng để hiểu được một phần rất nhỏ trong Kinh Thánh, thì tôi đã thấy lời Chúa quá tuyệt diệu. Giữa một thế giới tối tăm và hỗn loạn, không có sự bình an, không có hy vọng, không có tương lai, thì lời của Chúa như bài hát lúc nãy mà ban thanh niên đã tôn vinh Chúa, có một đoạn điệp khúc là: lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Chúa là cẩm nang
trong mọi lĩnh vực của đời sống, trong mọi hoàn cảnh. Và Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của chúng ta, nên lời Ngài là nguồn sống để nuôi dưỡng tâm linh của chúng ta. Khi tôi được bước đi theo Chúa, được học lời của Ngài, tôi có được sự bình an, vui thỏa, phước hạnh mà ngoài Chúa ra tôi không thể nào có được, không thể nào tìm được ở bất kỳ con người nào, bất kỳ vị thần nào hay bất kỳ kinh sách của tôn giáo nào. Tạ ơn Chúa. Lúc đó tôi nhìn lại thời thanh thiếu niên, tôi nghĩ mình thật là dại dột bởi vì không tin Chúa sớm hơn. 9 năm, tôi cứ làm tròn 10 năm đi. Đời người thì không có được bao nhiêu cái 10 năm cả. Mà cái khoảng thời gian có thể là đẹp nhất của đời người đó là tuổi thanh xuân. Tôi đã lãng phí mất 9 năm. Cuộc đời không có Chúa là cuộc đời không có ý nghĩa. Và thời gian không có Chúa sẽ là thời gian lãng phí. Trong hội thánh ngày hôm nay có rất nhiều thanh niên, đặc biệt là các bạn trong lớp tận hiến. Ước mong rằng các bạn sẽ không vấp phải lỗi lầm như tôi đã từng bị trước đây. Cảm ơn Chúa. Hôm nay tôi muốn cùng học với hội thánh lời Chúa trong Phúc âm Luca đoạn 8 từ câu 1 đến câu 18 với đề tài là lắng nghe lời Chúa. Và câu gốc của chúng ta ở trong Luca đoạn 8 câu 18. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa. Luca đoạn 8 câu 18. Vậy hãy cẩn thận về cách các con nghe, vì ai đã có sẽ được cho thêm, còn ai không có sẽ bị cất luôn điều họ nghĩ là mình có. Đây là một mạng lệnh của Chúa. Chúa ban cho chúng ta mạng lệnh lắng nghe lời Ngài. Luca đoạn 8 từ câu 4 đến câu 10. Khi đoàn dân đông tụ họp và người ta từ các thành đến với Ngài, thì Ngài dùng ẩn dụ phán với họ: có một người đi ra gieo giống, khi vải giống, một số hạt rơi dọc đường, bị giày đạp và chim trời ăn hết. Một số khác rơi trên đá, khi mới mọc lên liền héo đi vì thiếu hơi ẩm. Một số khác rơi giữa bụi gai, cùng mọc lên với gai và bị gai làm cho nghẹt ngòi. Lại có một số khác nữa rơi trên đất tốt, mọc lên, kết quả gấp trăm lần. Khi đang phán những lời đó, Ngài nói lớn: ai có tai để nghe, hãy lắng nghe. Môn đồ hỏi Ngài về ý nghĩa của ẩn dụ ấy. Ngài đáp: các con đã được ban cho sự hiểu biết về những mầu nhiệm của vương quốc Đức Chúa Trời. Nhưng với kẻ khác thì ta dùng ẩn dụ mà nói, để họ xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Chúa kêu gọi chúng ta, mời gọi chúng ta, hay nói một cách mạnh mẽ hơn đó là Chúa ban mạng lệnh chúng ta phải lắng nghe lời của Ngài. Như trong câu 8 phần B chép: ai có tai để nghe, hãy lắng nghe. Nhưng trong câu thứ 10 sẽ có một chút hơi khó hiểu khi mà Chúa phán rằng họ xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Chúa dùng ẩn dụ để phán với những người đang nghe lời của Chúa. Trong bối cảnh này, đoàn dân đông đang tụ họp, mọi người từ các thành đang hợp lại xung quanh Chúa để nghe Ngài phán dạy, thì Ngài dùng ẩn dụ để phán dạy với họ. Để hiểu được câu thứ 10 này, tại sao Chúa phán là xem mà không thấy, nghe mà không hiểu, chúng ta phải xét qua bối cảnh của câu chuyện. Câu chuyện về người gieo giống trong Luca đoạn 8 được kỹ thuật tương đương với Matthew đoạn 13 và Tin Lành Mát đoạn 4. Trước đó một chút, có nghĩa là trong Matthew đoạn 12 và Mát đoạn 3 có kể về một câu chuyện khi Đức Chúa Giêsu đuổi quỷ
một người bị quỷ ám, Ngài đuổi quỷ và chữa lành cho người đó. Thì những người Pharisee lại nói với nhau và nói với dân chúng rằng: Đức Chúa Giêsu cậy quỷ vương để đuổi quỷ. Và vì họ đã phạm thượng như vậy, nên Đức Chúa Giêsu phán trong Tin Lành Matthew đoạn 12 câu 31-32: Vì vậy ta nói với các ngươi, mọi tội lỗi và lời phạm thượng đều được tha cho loài người, nhưng phạm thượng đến Thánh Linh sẽ chẳng được tha đâu. Ai nói nghịch với con người thì sẽ được tha, nhưng ai nói nghịch với Đức Thánh Linh thì dù đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha. Đức Chúa Giêsu đi khắp xin lỗi thánh, đi khắp các làng để rao giảng tin lành, công bố phúc âm. Và Ngài làm rất nhiều phép lạ để bày tỏ rằng Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, đã giáng sinh làm người để tìm và cứu nhân loại. Ngài là đấng cứu thế mà toàn thể nhân loại, đặc biệt là người Israel, luôn mong chờ. Nhưng những người Pharisee là những người họ cậy công đức riêng của mình. Họ không muốn tiếp nhận phúc âm của Chúa, không muốn tiếp nhận ân điển của Ngài, nên họ tìm mọi cách chống đối Chúa. Và họ còn xúi dục người khác nữa. Vì vậy, bắt đầu lúc này, Chúa đã dùng những ẩn dụ để phán với họ. Bởi vì họ đã tự bịt mắt mình lại, tự bịt tai mình lại, bịt mắt để không thấy, bịt tai để không nghe, và họ đóng lòng họ lại để không tiếp nhận phúc âm của Chúa và ân điển tình yêu của Ngài. Vì vậy họ sẽ xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Ẩn dụ là Chúa dùng những sinh hoạt, những câu chuyện trong đời sống hàng ngày để dạy về những chân lý thuộc linh. Ẩn dụ sẽ làm sáng tỏ cho những người có lòng khát khao tìm kiếm chân lý và vâng phục lời Chúa. Nhưng ẩn dụ sẽ làm đem lại sự tối tăm cho những người thờ ơ, không muốn tiếp nhận chân lý của Ngài. Chúa phán những lời này như một lời kêu gọi, một mạng lệnh cho tất cả mọi người phải tập trung, chú ý, lắng nghe và suy gẫm lời của Ngài. Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe. Đó là vào thời đại cách đây 2000 năm. Ngày hôm nay, chúng ta cũng bị những tư tưởng, những triết thuyết, những định kiến bao quanh cuộc sống chúng ta. Tất cả những tư tưởng, những triết thuyết trên đời này, hầu hết họ đều tìm cách chối bỏ Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, hoặc chối bỏ sự tể trị của Ngài trên đời sống của nhân loại. Họ có thể thờ phượng bất kỳ vị thần nào khác, nhưng không thờ phượng Chúa theo sự hướng dẫn của lời Ngài. Đặc biệt, ngày hôm nay chúng ta phải đối diện với những thử thách mà những thế hệ trước chưa từng gặp. Cuộc sống ngày càng bận rộn, hối hả, nhiều lúc làm cho con người dường như không còn sức lực, không còn tâm trí để tìm kiếm Chúa. Sáng mở mắt ra, đi làm đến tối về, chỉ muốn ngủ mà thôi. Và người ta đuổi theo thành công. Đây là một cuộc rượt đuổi không có hồi kết. Sự hấp dẫn của tiền tài vật chất, những của cải của đời này, tất cả những điều đó khiến cho con người mất đi sự tập trung, bị sao nhãn, không còn tập trung để lắng nghe lời của Chúa. Chưa kể đến TV, mạng truyền thông, mạng xã hội. Thời đại hôm nay là thời đại của công nghệ thông tin. Rất nhiều những thông tin hàng ngày vây quanh chúng ta.
Và một trong những sự chi phối nhiều nhất ngày hôm nay đó là điện thoại thông minh. Hầu hết mọi người đều có một cái điện thoại thông minh và nó chi phối cuộc sống của nhân loại rất nhiều. Có những người đã bước vào trong hội thánh của Chúa rồi, nhưng tấm lòng không hoàn toàn hướng về Chúa để tôn vinh thờ phượng Ngài, mà cứ nghĩ coi có ai nhắn tin cho mình không, Facebook có tin gì mới. Mục sư vừa bước lên bục giảng là ở dưới tranh thủ lấy điện thoại ra quét coi Facebook cập nhật cái gì, Zalo có ai nhắn tin không. Nó khiến cho nhiều người, nhất là những bạn trẻ, bị nghiện điện thoại lúc nào mà không biết, không còn tâm trí, tấm lòng để tìm kiếm Chúa, lắng nghe lời của Ngài. Và một trong những điều khá nguy hiểm mới xuất hiện trong thời gian gần đây đó là mạng xã hội TikTok. Chính trên báo đài cho biết rằng những người sử dụng TikTok một thời gian dài sẽ bị mất khả năng tập trung. Bởi vì những cái đoạn clip này nó chỉ có một phút thôi. Có những người họ dành cả ngày để xem hết đoạn clip này đến đoạn clip khác, mà chỉ có mỗi đoạn clip chỉ có một phút, không có gì để động lại trong đầu của họ cả. Và dần dần họ mất đi sự kiên nhẫn, không còn kiên nhẫn với bất kỳ điều gì khác. Muốn cái gì cũng phải thật nhanh, thật ngắn như TikTok một phút. Không còn khả năng để tập trung lắng nghe lời của Chúa. Tôi nhớ thời tôi còn đi học, khi mà có một bạn nào đó được kêu lên làm bài hoặc trả bài mà bạn đó không trả bài được, cứ đứng gãi đầu gãi tai, là ở dưới chúng tôi sẽ nhìn nhau cười và nói nhỏ, luôn luôn lắng nghe nhưng mà lâu lâu mới hiểu. Những bạn học sinh này cũng ngồi trong lớp, nhưng mà tấm lòng và tâm trí đang để ở một nơi khác, nên không hiểu thầy cô đang giảng dạy điều gì. Đó là đối với những việc đời này, cũng cần có tấm lòng, tập trung lắng nghe thì mới có thể hiểu được. Huống chi là lời của Chúa. Ở đây Chúa nói rằng đó là sự mầu nhiệm của vương quốc Đức Chúa Trời. Thì chúng ta phải dụng tâm, phải hết lòng tìm kiếm, lắng nghe lời Chúa, chúng ta mới có thể tiếp nhận được sự ban cho của Ngài. Để thực sự lắng nghe thì chúng ta phải làm im lặng đi những cái sự ồn ào của thế giới xung quanh, những sự sao lãng và lo lắng về này, đời này có thể làm át đi tiếng phán êm dịu của Chúa. Những quan điểm và thành kiến có sẵn cũng có thể cản trở chúng ta tiếp nhận thánh ý của Ngài, tiếp nhận những điều mà Ngài thực sự muốn dạy dỗ chúng ta. Vì vậy chúng ta phải gạt hết tất cả những điều đó qua một bên để hoàn toàn tập trung lắng nghe lời của Chúa với tấm lòng khát khao. Chúng ta xem lời Chúa trong câu 11, câu 15, Luca đoạn 8 từ câu 11 đến câu 15. Đức Chúa Giêsu giải thích ẩn dụ. Ẩn dụ đó có nghĩa như thế này: hạt giống là đạo Đức Chúa Trời, những hạt rơi dọc đường là những người đã nghe đạo, nhưng về sau ma quỷ đến cướp lấy đạo đó khỏi lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng. Những hạt rơi trên đá là những người nghe đạo liền vui mừng nhận lấy, nhưng vì không có rễ, chỉ tin tạm thời, nên khi gặp thử thách thì họ sa ngã. Những hạt rơi giữa bụi gai là những người đã nghe đạo, nhưng để cho sự lo lắng, giàu sang, vui thú đời này làm nghẹt ngòi nên không trưởng thành được. Nhưng các hạt rơi trên đất tốt là những người nghe và giữ đạo với lòng chân thành và thiện ý, nhờ sự nhẫn nhục mà được kết quả. Chúa giải thích cho chúng ta bốn loại đất. Thứ nhất là những hạt rơi dọc đường, là những người đã nghe đạo nhưng về sau ma quỷ đến cướp lấy đạo đó khỏi lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng.
Đây là những người để cho những tư tưởng, triết thuyết, những định kiến ảnh hưởng đến đời sống, đến tâm trí, đến tấm lòng của họ, đến mức họ không còn muốn lắng nghe lời của Chúa nữa. Và ma quỷ sẽ tận dụng mọi cơ hội để cướp lấy lời của Chúa khỏi lòng họ khi mà họ được nghe người khác rao giảng lời của Chúa. Bởi vì ma quỷ không muốn một ai tin nhận Chúa cả. Thứ hai là những hạt rơi trên đá là những người nghe đạo liền vui mừng nhận lấy, nhưng vì không có rễ, chỉ tin tạm thời nên khi gặp thử thách thì họ sa ngã. Khi nghe đạo của Chúa, tức là lời của Chúa, liền vui mừng nhận lấy, đó là điều tốt. Nhưng vấn đề ở đây là họ không có rễ, tức là họ không để cho lời của Chúa đâm rễ vững nền ở trong lòng mình. Theo Chúa là con đường hẹp. Những người theo Chúa sẽ gặp những thử thách, những trở ngại và sự bắt bớ. Như hồi nãy chúng ta đã nghe ông mục sư Tổng Ấn Nhiệm chia sẻ, những anh chị em của chúng ta ở Nghệ An, họ bị bắt bớ đã hơn 10 năm nay. Theo Chúa không có dễ dàng. Và những người này, họ không có rễ, nên khi gặp thử thách, gặp sự bắt bớ, thì họ liền sa ngã. Bởi vì trong trận chiến thuộc linh, không ai có thể chiến thắng nếu không nhờ cậy nơi Chúa và lời của Ngài. Loại đức thứ ba đó là những hạt rơi giữa bụi gai là những người đã nghe đạo, nhưng để cho sự lo lắng, giàu sang, vui thú đời này làm nghẹt ngòi nên không trưởng thành được. Giàu có không phải là tội. Chúa cũng ban niềm vui cho chúng ta. Nhưng những người này, họ tìm kiếm sự giàu sang và vui thú của đời này, có thể đó là những niềm vui trong tội lỗi, hoặc những niềm vui trần tục không đạt ý Chúa. Và lòng họ quá hướng đến những điều này, đến mức họ lo lắng. Tâm trí, tấm lòng của họ chỉ suốt ngày lo lắng tìm kiếm sự giàu sang và vui thú đời này mà thôi, khiến cho lời Chúa không thể nào phát triển trong đời sống của họ. Lời Chúa bị nghẹt ngòi. Đây là những người có thể tự xưng mình là con cái Chúa, là người tin theo Chúa. Có thể họ xưng rằng họ tin Chúa đã 5 năm, 10 năm, thậm chí là 30 năm, nhưng đời sống không có một chút kết quả nào cả. Bởi vì họ chỉ tập trung vào những điều thuộc về đời này. Lời Chúa không kết quả trong đời sống của họ. Loại đức thứ tư, các hạt rơi trên đức tốt là những người nghe và giữ đạo với lòng chân thành và thiện ý, nhờ sự nhẫn nhục mà được kết quả. Những người này họ nghe và giữ đạo, tức là làm theo, vâng phục lời Chúa. Lòng chân thành thiện ý chỉ đến một tấm lòng đức hạnh và đẹp đẽ trong ý định và khát vọng của nó. Đó là một trái tim khao khát tìm kiếm chân lý và hòa mình với những nguyên tắc và giá trị cao cả thiêng liêng. Đó là một tấm lòng khiêm nhường, sẵn sàng tiếp nhận lời Chúa và giữ đạo, tức là áp dụng lời Chúa vào trong đời sống hàng ngày. Không phải chỉ nghe, nhưng mà hết lòng lắng nghe, hết lòng tìm kiếm, rồi áp dụng lời Chúa vào trong đời sống của mình. Đó là những người duy nhất có kết quả cho Chúa. Chúng ta thấy lời Chúa nhấn mạnh đến tấm lòng. Chúng ta đến với Chúa, lắng nghe lời của Chúa, tin nhận Chúa là bằng tấm lòng chứ không phải tâm trí của chúng ta. Bởi vì đây là sự mầu nhiệm của vương quốc Đức Chúa Trời, tâm trí của chúng ta bị giới hạn, không thể nào hiểu được.
một đấng cứu thế cao cả vĩ đại, nhưng lại giáng sinh trong chuồng chiên máng cỏ, trong một gia đình nghèo khó, sống một cuộc đời bình thường. Và khi Ngài thi hành chức vụ, Ngài làm rất nhiều phép lạ. Người ta muốn tôn Ngài làm vua, nhưng Ngài khước từ. Và Ngài hy sinh chịu chết trên thập tự giá một cách đầy sỉ nhục để gánh thay tội lỗi cho nhân loại. Đó là điều mà không một ai có thể hiểu được. Nó vượt quá trí hiểu của con người chúng ta. Kể cả các thiên sứ cũng không hiểu được. Chân lý của Chúa là tuyệt diệu. Người khôn ngoan nhất trên đời này cũng không thể nào hiểu được chân lý, ân điển và tình yêu của Chúa nếu dùng trí khôn của cá nhân mình mà suy xét. Nhưng một người đơn sơ nhất cũng có thể mở rộng lòng mình ra để tiếp nhận ân điển, tình yêu và chân lý của Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng người gieo giống và hạt giống không thay đổi. Chỉ có loại đất khác nhau sẽ quyết định kết quả khác nhau. Điều này không có nghĩa rằng khi chúng ta tiếp nhận Chúa, Chúa giúp chúng ta đời sống có kết quả là do tấm lòng chúng ta thánh thiện hơn người khác. Không phải. Không phải do chúng ta tốt lành hơn người khác. Nhưng tất cả là bởi ân điển, tình yêu và ơn thương xót của Ngài. Đức Thánh Linh cáo trách tấm lòng chúng ta, cảm động tấm lòng chúng ta để chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa và chủ đời sống mình. Và ngay khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa đời sống mình, thì Ngài biến đổi đời sống chúng ta, thay đổi tấm lòng chúng ta trở thành mảnh đất tốt. Ngài mở mắt tâm linh chúng ta để chúng ta thấy được sự kỳ diệu trong luật pháp của Ngài. Phần của chúng ta chỉ làm một điều duy nhất, đó là mở lòng mình ra, đưa đôi tay để đón nhận ân điển và tình yêu của Chúa. Tôi biết có một cô tín đồ kia. Khi tôi biết cô cách đây khoảng 10 năm, lúc đó cô 60 tuổi, cô bị mù chữ, không biết đi xe đạp. Bởi vì từ nhỏ nhà cô đã rất nghèo khó, không được đi học. Và bản chất cô cũng hiền lành nên cô cũng không biết đi xe đạp luôn. Nhưng khi cô tin Chúa rồi, thì mỗi Chủ nhật và một buổi tối trong tuần, cô đi bộ 5 cây số từ nhà đến hội thánh để lắng nghe lời của Chúa, để tôn vinh thờ phượng Ngài. 60 tuổi đi bộ 5 cây số để được lắng nghe lời của Chúa, để được tôn vinh thờ phượng Ngài. Và đời sống của cô là một đời sống tràn ngập niềm vui, bình an và phước hạnh ở trong Chúa. Ngược lại, tôi tiếp xúc khá nhiều người trí thức, họ có sự khôn ngoan, có sự tài giỏi trong đời này. Nhưng khi nghe Kinh Thánh hoặc đọc Kinh Thánh thì họ không bao giờ hiểu được. Bởi vì họ cậy sức riêng của mình, họ nghĩ họ khôn ngoan. Họ dùng trí khôn của cá nhân họ, của đời này để mà đọc Kinh Thánh, thì họ chẳng bao giờ hiểu được sự mầu nhiệm của vương quốc Đức Chúa Trời. Tạ ơn Chúa. Thái độ chúng ta đối với lời Chúa sẽ quyết định cuộc sống của chúng ta. Mức độ chúng ta lắng nghe lời Chúa khác nhau sẽ đem đến những kết quả khác nhau. Chúng ta xem tiếp lời Chúa trong câu 16 đến câu 18. Mẹ và các em Đức Chúa Giêsu đến tìm Ngài, nhưng vì đông người nên không đến gần Ngài được. Có người báo cho Ngài biết, mẹ và anh em Thầy đang đứng ở ngoài muốn gặp Thầy, nhưng Ngài đáp. Câu 16. Không ai đã thắp đèn lại lấy thùng đậy lại hay là đặt dưới gầm giường, nhưng để trên chân đèn, để cho ai vào nhà đều thấy ánh sáng. Vì không có điều gì giấu kín mà sẽ không bị lộ ra,
Không có điều gì bí mật mà không bị người ta biết đến và đưa ra ánh sáng. Vậy, hãy cẩn thận về cách các con nghe. Vì ai đã có sẽ được cho thêm, còn ai không có sẽ bị cất luôn điều họ nghĩ là mình có. Chúa yêu thương nhân loại, Ngài muốn tất cả mọi người đều ăn năn để được cứu. Vì vậy, Ngài muốn tất cả mọi người đều được nghe tin lành, đều được nghe phúc âm của Chúa. Thế nên, những người đã tin nhận Chúa là mảnh đất tốt, đời sống phải có kết quả, phải bày tỏ, phải phản chiếu sự sáng của Chúa đến cho mọi người xung quanh. Như một cái đèn, phải để trên chân đèn để cho ai vào nhà đều thấy ánh sáng. Trong cuộc sống chúng ta thấy rất là rõ. Một em học sinh siêng năng, chăm chỉ học tập thì càng ngày sẽ càng giỏi hơn, đạt một cái mức độ cao hơn. Ngược lại, một em học sinh lười biếng hoặc không chịu học thì khởi đầu chỉ thua kém những người bạn mình một chút thôi, nhưng càng về sau càng bị tụt lùi và đến một mức nào đó không thể nào theo học nổi nữa, bắt buộc phải bỏ học. Vì vậy, Chúa phán rằng trong câu 18: Vậy hãy cẩn thận về cách các con nghe, vì ai đã có sẽ được cho thêm, còn ai không có sẽ bị cất luôn điều họ nghĩ là mình có. Những người bị mất luôn những gì họ nghĩ, tức là họ tưởng trong đầu họ rằng họ có, đó là những người tập trung vào những điều thuộc về đời này. Họ dựa vào những tư tưởng, những triết thuyết để chối bỏ đấng tạo hóa. Họ cho rằng chết là hết, họ chỉ cần biết đời này mà thôi. Bởi vậy họ tập trung tất cả thời gian, sức lực, tâm trí, tấm lòng của họ để tìm kiếm vật chất, địa vị, danh vọng hoặc xây dựng bất cứ điều gì đó thuộc về đời này. Đến một ngày họ lìa đời thì họ sẽ mất tất cả. Hoặc có những người họ hướng về vấn đề tâm linh nhưng họ lại không thờ phượng Đức Chúa Trời theo sự hướng dẫn của Ngài. Họ thờ phượng những vị thần tượng hư không. Đến khi họ lìa đời thì những vị thần tượng hư không này cũng không giúp ích gì được cho họ cả. Họ sẽ mất tất cả những gì họ nghĩ là mình có. Một loại người khác đó là những môn đồ hời hợt, những người tự xưng mình là con cái Chúa nhưng tấm lòng, tâm trí chỉ hoàn toàn hướng về những điều thuộc về đời này, khiến cho lời Chúa nghẹt ngòi, không có kết quả. Thì tất cả những gì họ nghĩ là họ có đó cũng sẽ không còn khi mà họ lìa đời. Có người thì sẽ lìa đời một cách bình thường, sống đến già rồi bệnh rồi mất, nhưng cũng có những người sẽ ra đi rất là đột ngột. Chúng ta không thể nào biết trước điều gì cả. Còn những người mà Chúa sẽ cho thêm, những người đã có rồi, đó là những đầy tớ trung tín. Chúng ta nhớ đến ẩn dụ người chủ giao ta lân cho các đầy tớ. Người được một ta lân thì đem chôn giấu, và chủ về trách phạt đầy tớ gian ác và biết nhát, hãy lui ra khỏi ta. Và người đầy tớ này phải đi vào nơi khóc lóc và nghiến răng. Còn hai người đầy tớ còn lại, người được giao hai ta lân thì làm lợi ra bốn ta lân, người được giao năm ta lân thì làm lợi ra thành mười ta lân. Và Chúa lấy luôn của người có một ta lân đó cho người có mười ta lân. Và Chúa khen thưởng những đầy tớ trung tín và ngay lành này. Hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Khi chúng ta bước đi theo Chúa, vâng phục làm theo lời Chúa, thì đời sống chúng ta mỗi ngày mỗi kết quả nhiều hơn. Nhìn vào lịch sử hội thánh, nhìn vào những đầy tớ Chúa lớn tuổi đã hầu vị Chúa nhiều năm, chúng ta thấy rất rõ điều này. Mỗi ngày đời sống của họ bày tỏ
trái Thánh Linh nhiều hơn, công việc Chúa càng ngày càng hiệu quả hơn, làm chứng về Chúa nhiều hơn cho nhiều người, đời sống đầy kết quả. Xin lỗi Thánh. Tôi có quen với một đầy tớ Chúa. Anh kể về cuộc đời của anh. Ngày xưa gia đình anh rất nghèo khó, sống ở vùng sâu, không có điều kiện ăn học. Gia đình thì đông con, nên là tất cả anh em chỉ học được khoảng lớp 6, lớp 7 là nghỉ hết. Nhưng sau này gia đình tin Chúa, cả gia đình đều tin Chúa hết, thì Chúa ban phước ngập tràn trên gia đình. Và chính bản thân anh chỉ học hết lớp 6, lớp 7, nhưng khi tin Chúa rồi, mỗi ngày Chúa cho anh hiểu lời Chúa nhiều hơn. Và sau này Chúa dùng anh trở thành đầy tớ hầu vị Chúa, chăn bày cho hội thánh của Ngài. Mặc dù anh không học cao, nhưng khi tôi nghe anh giảng dạy lời của Chúa, tôi biết chắc đây là sự ban cho của Chúa, sự sâu nhiệm trong lời của Ngài. Đời sống đầy kết quả, tạ ơn Chúa. Tôi xin ôn lại bài chính của bài học ngày hôm nay. Thứ nhất, đó là Chúa ban mạng lệnh để chúng ta lắng nghe lời Ngài. Thứ hai, đó là chúng ta đến với Chúa phải bằng tấm lòng khát khao để lắng nghe lời của Chúa. Và thứ ba, đó là kết quả lắng nghe lời Chúa. Sự đáp ứng của chúng ta, tấm lòng chúng ta đối với lời Chúa khác nhau sẽ quyết định cuộc sống của chúng ta. Lời Chúa phán: vậy hãy cẩn thận về cách các con nghe, vì ai đã có sẽ được cho thêm, còn ai không có sẽ bị cất luôn điều họ nghĩ là mình có. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng câu Kinh Thánh này vang vọng trong tấm lòng của mọi người chúng ta, đánh thức tâm linh của chúng ta, hướng chúng ta đến một đời sống tràn đầy mục đích, phước hạnh và vui thỏa. Chúa yêu thương, Ngài luôn muốn ban ân điển cho chúng ta, ban phước hạnh cho chúng ta. Nhưng lựa chọn là thuộc về mỗi người chúng ta. Liệu chúng ta có lắng nghe lời Ngài, đặc biệt là các bạn trong lớp tận hiến, chúng ta có đáp ứng lại lời kêu gọi và mạng lệnh của Chúa? Thời điểm là ngay bây giờ, ngay lúc này, Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài vẫn đang kêu gọi mỗi một người chúng ta đáp ứng lại lời của Chúa, hết lòng lắng nghe lời Chúa và sống trong lời Ngài. Nguyện xin Chúa ban ơn giúp đỡ mọi người chúng ta, để chúng ta có thể dập tắt đi những tiếng ồn ào của thế giới xung quanh, gạt qua một bên tất cả những định kiến, những tư tưởng đi ngược lại với lời của Chúa, để chúng ta có thể lắng nghe tiếng phán êm dịu của Ngài. Và chúng ta bước đi theo Chúa, để rồi Ngài biến đổi đời sống chúng ta thành mảnh đất tốt, một đời sống đầy kết quả, phản chiếu sự sáng của Chúa đến với mọi người xung quanh, hầu cho danh của Đức Chúa Giêsu Christ được vinh hiển và nhiều người được cứu. Amen. Kính xin Hội Thánh đồng đứng lên, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin kính mời ông mục sư Trần Hữu Hiệp cầu nguyện đáp ứng lời Chúa. Lạy Cha yêu thương của chúng con ở trên trời, chúng con cảm tạ ơn Cha vì thì giờ buổi sáng và hôm nay Ngài ban phước cho Hội Thánh Ngài, chúng con được thờ phượng Chúa, chúng con ca ngợi Ngài và chúng con cảm tạ ơn Chúa bởi Thánh Linh của Ngài dạy dỗ chúng con qua lời của Ngài. Xin giúp cho mỗi chúng con biết lắng nghe lời Chúa mỗi ngày. Chúa ơi, trong cuộc sống có những thách thức, có những khó khăn đến với mỗi chúng con và khiến cho chúng con bị sao lãng, không nghe được tiếng Chúa. Xin Ngài giúp đỡ để qua bài học sáng hôm nay, mỗi chúng con biết ý thức cần phải lắng nghe lời Chúa. Chúa ban phước cho đời sống nào nghe lời Chúa và làm theo,
Nhưng mà Chúa sẽ cất đi những người nào họ tưởng rằng mình có nhưng mà thật sự là không có. Ôi lạy Chúa, đây cũng là điều cảnh tỉnh mỗi chúng con. Qua lời Ngài buổi sáng mai hôm nay, con cảm tạ Chúa. Xin lời Ngài đầy dẫy trong tấm lòng của mỗi chúng con. Nguyện xin Thánh Linh Ngài giúp đỡ để chúng con có lời của Ngài. Mỗi ngày chúng con sống, được sự dẫn dắt của Ngài, chúng con cảm tạ Chúa. Chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.